Thúy Nga bật khóc nói về Kim Ngân, tôi phải chấp nhận cho chị đi lang thang. Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét, nói xấu đủ điều. Thấy tôi thành công là họ sẵn sàng tìm cách hãm hại tôi, Thúy Nga nói. Vừa qua, trên kênh YouTube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô tâm sự về chuyện làm từ thiện tại Mỹ và giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Trong đó, Thúy Nga bật khóc vì bị nhiều người chê bai, chỉ trích khi giúp Kim Ngân. Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét, nói xấu đủ điều. Mỗi lần giúp cho một người nào, tôi rất cực khổ vất vả. Nhưng khi họ đạt được một điều gì đó, tôi vui lắm. Về nhà mà có ngả lưng nằm xuống tôi cũng yên tâm vì hôm nay làm được một điều tốt. Cứ mỗi ngày tôi làm một điều tốt để an tâm hơn về cuộc đời mình. Coi như mỗi ngày tôi tích được cho mình một điểm tốt để sau này lỡ may trong gia đình, con cái, bản thân gặp hoạn nạn, khó khăn thì vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng. Mọi người hãy tin tôi đi vì tôi đã làm việc này rất nhiều rồi nên tôi biết. Đời tôi hoạn nạn rất nhiều nhưng tôi vượt qua được hết. Có lẽ do mẹ tôi trước đây làm nhiều điều tốt cho con cái nên tới bây giờ, bản thân tôi cũng làm y chang như vậy. Có những hoạn nạn đẩy tôi vào vực sâu nhưng tôi vẫn thoát được vì trước đây tôi đã tích lũy được một chút công đức qua việc cứu giúp người khác. Tôi mong rằng, tất cả mọi người hãy làm việc tốt, đừng nghĩ đến việc hãm hại nhau, rất tội cho người khác, tội lắm. Ngay từ khi giúp chị Kim Ngân, tôi biết mình sẽ gặp nhiều gian nan, trắc trở lắm. Tôi thất bại người ta sẽ cười tôi không làm được việc gì hết. Tôi thành công một chút là kẻ ganh người ghét, nói xấu đủ điều. Thấy tôi thành công là họ sẵn sàng tìm cách hãm hại tôi. Nói chung, nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng tôi mặc kệ. Với tôi, ai làm gì cũng được, trời có mắt hết. Bản thân tôi chỉ làm một việc quan trọng nhất cuộc đời mình khi gặp chị Kim Ngân là giúp chị ấy có một căn phòng để ngủ cho ấm áp, không phải nằm mưa nằm gió rét mất thôi. Tôi phải chấp nhận cho chị Kim Ngân đi lang thang. Bây giờ, chị Kim Ngân đi lang thang tôi cũng phải chấp nhận, không làm gì được. Bữa giờ tôi có gặp một chị bác sĩ chữa bệnh tâm thần ở Mỹ suốt 35 năm nay. Chị ấy có những lời khuyên rất hay về bệnh tình của chị Kim Ngân. Quan trọng là cần phải có một thời gian rất dài, chứ không phải muốn mà làm ngay được. Hiện tại, chỉ riêng việc chờ giấy tờ của chị Kim Ngân cũng mất cả tháng trời rồi. Tôi cần phải có đầy đủ hồ sơ của chị ấy thì mới đưa chị ấy đi khám bệnh được. Nếu lúc đó chị Kim Ngân đồng ý chữa bệnh thì tôi sẽ quay khoảnh khắc đó cho mọi người chứ hiện tại chị ấy vẫn cứ như vậy. Tôi cũng phải chấp nhận cho chị ấy đi lang thang chứ không bắt chị ấy ở lại chùa được, không thể nào ngăn cản được chị ấy, khó lắm. Tôi từng cho một người đi theo chị Kim Ngân để phụ giúp chị ấy nhưng chị Kim Ngân tỏ thái độ không thích nên đành phải thôi.